cùng ngắm nhìn cô ba Bạch Tuyết trong đêm tuyển chọn một nhé. Vị giám khảo khách mời đã rất quen thuộc với cuộc thi Chuông vào vòng cổ. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ Bạch Tuyết. Và một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại bốn gương mặt quyền lực vòng tuyển chọn của cuộc thi Chuông vào vòng cổ năm 2022. Giờ Long xin được mời nhận xét đánh giá từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Dạ mời cô ạ. Cảm ơn Long. Cái sự bối rối của người đầu tiên thì chuyện này là đương nhiên rồi. Và thấy rõ ràng là cái bối rối của bạn ở cái câu 1. Và tôi có đề nghị là nếu mà bạn có được hát lại thì cái đoạn nhạc đó là sẽ dợt với lại các nhạc sĩ để bằng với cái tông của bạn hát nhạc cho thật hay. Là vì mình chỉ cần có vài ba nhịp để trả lại cái vô vòng cổ cho nó đúng với lại cái giọng của mình thôi mà, đúng không? Còn hồi nãy em ca thì vì là em lấy cái tông vô vòng cổ cho nên nhạc có lúc nó thấp chuẩn và nó không vừa với giọng em, và có lúc quá cao khiến cho em ráng. Vậy cái đó rất là tiếc. Nhưng mà tôi lại đặc biệt là quý em ở chỗ là cái giọng của em đặc biệt càng về sau cái bài Lý Bông Dừa. Tức là khi bạn dứt Lý Bông Dừa rồi đó, mà bạn đi qua cái hò thứ nhất của câu 2, quá tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Dạ, con cảm ơn cô. Tôi nghiên cứu bạn thì tôi thấy là bởi vì bạn có hai cái dấu mà đặc biệt của cải lương đó. Thứ nhất đó là dấu quyền, ra hò mạnh và xề đó thì phải trầm buồn để có được vào hồn của khán giả, của người nghe. Thì cái hò mà bạn xuống hò đó thì ok, nhưng mà cái xề đó thì nó tối quá, và cái dấu sắc của bạn á thì nó có từng câu một nó sáng và nó có từng câu một nó bị mờ. Ca câu thứ nhất tương đối, đến câu thứ hai thì thấy bối rối quá cho nên cái nhịp nó bất thường, nó làm cho người nghe hồi hộp quá hả Phúc? Rồi giữa hai cái bài Lý thì Lý Song Thương thì ca rất ẩu tả, và Lý Năm Căn thì lại ca rất hay. Cho nên đó là con người này rất là mâu thuẫn hả? Thì như vậy bạn phải chú ý cho thật nhiều để bạn có thể đi vào sâu. Là vì cái giọng ca với lại cái sắc nhấp của bạn thì cải lương rất cần. Cảm ơn bạn. Dạ con cảm ơn. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết ạ. Mời cô. Cảm ơn Lâm. Con là dân biển hả? Dạ con ở rừng cô. Thế hả? Rừng nào? Dạ con ở rừng U Minh Thượng. Thì nhưng mà cất giọng ca lên là thấy biển rồi. Tức là em có một cái giọng rất đặc biệt, giọng rất mạnh, ca bài bản, giọng hay và rất thông minh trong cách xử lý giọng hát của mình. Mong rằng em có điều kiện để được vào sâu nha. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Xin được mời cô, nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết ạ. Bạn có một cái giọng ca rất là quyến rũ. Và tôi ấn tượng là bạn dứt câu thứ nhất đó, bạn ơ là gần 4 nhịp. Tức là ơ rất dài. Và cái điều này đó rất là hiếm. Và tôi cũng muốn hỏi bạn là nếu bạn Khmer thì bạn biết rằng cái người dân tộc Khmer đó họ cũng có sân khấu ca kịch, gọi là La Khôn Bát Sắc, phải không? Dạ đúng. Có biết thuộc bài nào trong cái La Khôn Bát Sắc không? Dạ tại em ít có hát bên Khmer nhiều lắm cho nên chỉ ca những cái bài mà tình yêu quê hương đất nước rồi vậy đó thì ví dụ như không? Là có một bài nào bạn ca thử xem. Vậy thôi để em hát bài rất là quen thuộc đi. Xin mời bạn. Ô xoay chăng tí thế đi ôn nơi bếp mai xa khơ. Ô xoay chăng tí nắp ra bóng ngài bếp mai xa khơ. Chăm bóng thơ bóng rây bóng tình là tấm mây ôi xoay chi
Bài ca này Nhi ơi, anh cũng đã biết đó nha. Anh đã nghe rất nhiều lần rồi và anh cũng đã thuộc chút chút. Đã nóng áng xong ca nha em. Rất là cảm ơn bạn. Tức là tôi rất là quý cái giọng của bạn. Tức là bạn thừa hưởng được hai cái nét đẹp nhất của Khmer và của người Kinh. Và bạn đã ca bài giọng cổ này rất hay. Một lần nữa rất là cảm ơn bạn và có mặt. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Nè bạn ơi, tôi nói thiệt với bạn nha. Tôi nghe bạn ca mà tôi nhớ ông Văn Hường ghê á. Có khi nào bạn thử không? Dạ chưa ạ. Là bởi vì á, cái giọng của bạn nó đặc biệt, mà nó có những cái chữ nhấn nhá mà của dấu sắc đó. Thì bạn hát những cái bài của chú Văn Hường á, thì sẽ rất là hợp. Văn Khiêm hả? Dạ. Thì cô nói vậy, cô ba nói là đệ tử của Bác Nhân Hường phải không? Rất duyên. Không, cái giọng ca của em á, em hát cái giọng em có cái chất giọng mạnh. Nhưng mà nó không có lan tỏa, mạnh mà không lan tỏa. Cái câu giọng cổ em hát cũng lạ lắm. Cố gắng nhớ những cái lời của danh ca Trọng Quốc nhắc em đó. Tức là bạn nghe rất là kỹ, Phúc nghe rất kỹ. Và dưới một cái giọng của bạn thì là Phúc muốn rằng cái kỹ thuật phải hoàn thiện hơn để có thể xử lý cái giọng của mình nó đặc biệt, nó hữu dụng cho cái cách ca giọng cổ. Dạ, yeah. Cảm ơn cô.